Ja Morant tìm kiếm được khoảng trống và ngoài ra anh còn thực hiện tốt cho mình và up roll. Cũng đã ghi được một nửa số điểm tới từ đội chủ nhà. Ja Morant bị phạm lỗi một lần nữa. Huấn luyện viên trưởng của Cleveland vẫn đang phân trần với trọng tài. Sau được anh này muốn đánh và đó là một tình huống đánh khó nhưng vẫn có điểm dành cho Ja Morant. Tình huống mà đã không hiểu ý nhau và tiếp theo đã có một pha đáp trả dành cho Ja Morant. Ja Morant không thể tin được. Một pha thi đấu có phần ngẫu hứng nhưng vẫn mang về điểm dành cho Ja Morant. Ja Morant vẫn có điểm tính ngay khu vực sở trường. Đột phá rất nhanh ở bên under nhưng đã bị phạm lỗi với Evan Mobley. Mười bảy điểm, 6 rebound và 4 kiến tạo. Đó là những chỉ số của Ja Morant nhưng nó vẫn chưa đủ để giúp cho Memphis Grizzlies vươn lên dẫn trước. Mười tám điểm cùng với tỷ lệ field goal là 8 trên 18, dưới 50%. Một ngày thi đấu không quá nổi bật dành cho Ja Morant, thiếu đi cặp trung phòng, thiếu đi sự phòng thủ xuất sắc của Dylan Brooks. Thì lần này tới lượt Cedi Osman là người đã nổ tiếng pháo tiếp theo dành cho Cleveland. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.